Thuở xưa, Đức Phật trú tại núi Linh Thứ, nơi thành Vương Xá cùng với 1.250 vị tỳ kheo. Lúc ấy, có vua nước Ma Kiệt Đà tên là A Xà Thế, trông coi 500 nước nhỏ, nước kế bên là Việt Kỳ không chịu thần phục, nên ông định đem quân sang đánh. Vua bèn triệu tập quần thần hỏi ý kiến. Nước Việt Kỳ giàu có, sản xuất nhiều chân báu mà không chịu thần phục ta, theo ý các khanh, ta có nên đem quân sang chinh phạt không? Trong triều có vị thừa tướng tên là Vũ Xá đáp: nên đánh. Vua mới bảo Vũ Xá: Đức Phật ở cách đây không xa, ngài là một bậc thánh triết, có đủ tam minh, biết hết mọi việc. Khanh hãy đến chỗ Đức Phật, theo ý ta, lựa lời hỏi thăm xem, nếu đem quân sang đánh nước kia thì có thể thắng được không? Thừa tướng vâng lệnh, liền cho thắng xe ngựa đến Tinh Xá. Ông đến trước Đức Phật đỉnh lễ ra mắt. Đức Phật bảo ông ngồi sang một bên rồi hỏi: thừa tướng từ đâu đến? Ông đáp: vua sai con đến đảnh lễ hỏi thăm sức khỏe Đức Phật như mọi khi. Đức Phật hỏi tiếp: vua và nhân dân bề tôi đều bình an cả chứ? Ông đáp: vua và nhân dân nhờ ân Đức Phật thầy đều bình an. Ông nhân dịp đó bạch luôn: vua và nước Việt Kỳ có hiềm khích, định đem quân sang chinh phạt, không biết theo thành ý có thể chiến thắng được không? Đức Phật đáp: này thừa tướng, nhân dân nước Việt Kỳ thực hành bảy pháp nên không thể thắng, mong rằng vua suy xét cẩn thận, không nên vọng động giới binh. Thừa tướng bèn hỏi Đức Phật: bảy pháp đó là gì? Đức Phật đáp: bảy pháp đó là: 1. Nhân dân nước đó thường tụ họp bàn luận chính pháp, tu phước, tự sửa mình. 2. Vua tôi thần dân nước đó trên dưới một lòng, kẻ làm tôi làm dân thì trung lương, người làm vua thì nghe lời can gián, không bạo ác. 3. Nhân dân nước đó gìn giữ chính pháp, khuyên bảo nhau, không lượm của rơi, không dám phạm tội, trên dưới đều tuân theo pháp tắc. 4. Nhân dân nước đó giữ theo lễ nghĩa, kính cẩn, nam nữ phân biệt, lớn nhỏ có thứ tự, không để mất nghi tắc. 5. Nhân dân nước đó hiếu dưỡng cha mẹ, kính yêu sư trưởng, nghe lời gian bảo dạy dỗ, coi đó như là pháp tắc quốc gia. 6. Dân nước đó biết theo thời tiết, đất đai, quý trọng lúa thóc, bốn mùa dân chúng siêng năng cày cấy không bỏ bê. 7. Dân nước đó tôn đạo kính đức, trong nước có sa môn, thánh giả, A-la-hán từ xa đến, đều thành kính cúng dường các thứ áo mền, dược trọng, thuốc thang. Ai làm vua mà thực hành được bảy pháp này thì đất nước không bị nguy khốn, dầu cho đem binh cả thiên hạ đến đánh cũng không thể thắng được. Này thừa tướng, giả như dân nước Việt Kỳ chỉ thực hành được một pháp thôi cũng không thể đánh thắng được, huống chi là thực hành cả bảy pháp. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: thắng người không đủ cậy, tùy thắng khổ bên mình, phải cầu pháp tự thắng, thắng rồi được vô sinh. Vũ Xá nghe Đức Phật nói kệ liền thấy được đạo. Lúc ấy mọi người trong pháp hội đều đắc quả Tu Đà Hoàn. Thừa tướng liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Đức Phật rồi ra về. Ông đem mọi việc thưa lại với vua. Vua bèn từ bỏ ý định đánh nước Việt Kỳ, nghiêm trì theo lời Đức Phật dạy, lấy đó để giáo hóa nhân dân. Sau đó nước Việt Kỳ đến quy thuận, trên dưới kính quý nhau, nước nhà hưng thịnh. Phật tử chúng ta hãy tinh tấn thực hành việc thiện như lời Đức Phật dạy trong bảy pháp bất thoái, để hồi hướng cho đất nước được hòa bình, hưng thịnh, có nhiều người tài, trí, đức lãnh đạo đất nước và ủng hộ Phật pháp.